sáng ngày 12 tháng 8, Chi hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Bùi Mãnh Liệt, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện và 86 đại biểu là chiến sĩ đã chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 của huyện tới dự. Năm 1972, Quảng Trị là chiến trường khốc liệt nhất trong sự nghiệp chiến đấu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Trong 81 ngày đêm, Đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đã mở cuộc hành quân Lam Sơn nhằm tái chiếm thành cổ, thị xã Quảng Trị và vùng giải phóng. Trong thời gian này, địch đã huy động tối đa lực lượng hải quân, lục quân, không quân với nhiều vũ khí phương tiện chiến tranh hiện đại. Trong những ngày tháng bảo vệ thành cổ Quảng Trị, hàng nghìn chiến sĩ đã kiên cường bám trụ chiến đấu, giữ từng tốc đất thành cổ. Hàng vạn người con đất Việt đã anh dũng hy sinh, những người may mắn trở về nhưng đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường do bom đạn của kẻ địch. Trong số đó có con em các dân tộc huyện Tân Lạc. Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua quy chế hoạt động và chương trình hoạt động của Chi hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chiến sĩ thành cổ và niềm tự hào là người chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị trên quê hương Tân Lạc anh hùng. Nhiệt tình, trách nhiệm trong cuộc sống, thi đua yêu nước, xây dựng quê hương, vận động các chiến sĩ thành cổ gia nhập tổ chức hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Bên cạnh đó, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, giúp đỡ lẫn nhau và động viên thế hệ trẻ xung kích đi đầu trong lao động chiến đấu, học tập, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023. Ban chấp hành đã họp phiên đầu tiên bầu đồng chí Bùi Ngọc Đàn, nguyên bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa, giữ chức vụ chi hội trưởng.